Thưa quý vị, việc thử nghiệm vaccine COVID-19 là một thành tựu nổi bật trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 của Việt Nam và những hy vọng mới đã mở ra trong năm mới. Tuy nhiên, Bộ Y tế và các chuyên gia nhấn mạnh rằng vaccine COVID-19 vẫn là câu chuyện của tương lai. Người dân không nên quá kỳ vọng sẽ được chích ngừa vaccine COVID-19 trong năm 2021. Việc làm bây giờ vẫn là kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, cách ly và thực hiện khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế. Ở nước ta có 4 đơn vị tham gia sản xuất vaccine COVID-19. Về đích sớm nhất là vaccine Nanocovax của Nanogen. Và cuối tháng 1 này, vaccine Covivac sẽ được thử nghiệm trên người. Việc thử nghiệm vaccine trên người cần trải qua 3 giai đoạn vô cùng nghiêm ngặt. Nếu thuận lợi thì cũng phải mất 1 năm mới hoàn thiện. Điều đó có nghĩa còn 1 năm nữa, người dân mới có thể được chích ngừa vaccine. Chưa biết là sẽ có bao nhiêu người được tiêm chủng vaccine đại dịch trong năm 2021 nếu vaccine được lưu hành. Vì trên thực tế, để sản xuất được vaccine COVID-19 thì chúng ta cần phải đầu tư vào nhà xưởng ngay từ bây giờ. Thì theo kế hoạch thì như mọi người nói là có thể là cuối năm 2021 thì mình sẽ có được những cái lô vaccine đầu tiên. Thế nhưng tôi nghĩ là đấy là nói là cái lô vaccine đầu tiên ở trong cái quy mô sản xuất tương đối là nhỏ. Thế còn để có một cái quy mô sản xuất đủ công nghiệp, đủ công cho cộng đồng trong cái đại dịch như này, nếu trong trường hợp mà dịch nó vẫn kéo dài tiếp tục thì phải đầu tư nhà xưởng cho các cơ sở sản xuất, cho họ mở rộng sản xuất. Không phủ nhận, nếu thành công thì vaccine COVID-19 sẽ là vũ khí quan trọng để ứng phó đại dịch. Tuy nhiên, từ giờ đến cuối năm 2021, chưa ai biết dịch sẽ diễn biến như thế nào, nhất là khi virus SARS-CoV-2 lại liên tục biến thể khôn lường. Ấy vậy mà trong nhân dân lại đang có những kỳ vọng thái quá vào vaccine. Chị rất tự tin và rất là vui. Vì là đã có vaccine thì là người dân mình đỡ mắc bệnh, đỡ khổ. Nhưng dù sao thì vaccine là câu chuyện, vẫn là câu chuyện của tương lai, dù là tương lai gần. Và ngay bây giờ thì chúng ta vẫn phải hết sức chú trọng các biện pháp phòng chống dịch như chúng ta đã làm từ trước đến nay. Có thể thấy, với một lộ trình không thể rút ngắn hơn, vaccine phòng dịch là chuyện của tương lai. Nhiệm vụ trước mắt vẫn là tập trung cao độ kiểm soát tình hình dịch trong nước, khi thời điểm này đang là giai đoạn cao điểm của dịch. Bài học bùng phát dịch ở thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chính vì vậy, tất cả các bộ, ngành, địa phương không được lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ cửa khẩu, biên giới, người nhập cảnh. Vaccine nó chỉ là một trong những công cụ tất nhiên là hữu hiệu cho cộng đồng. Nhưng mà cái cốt lõi thì tôi rất muốn các bạn truyền thông, các bạn phóng viên giúp hộ là cái cốt lõi để phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là cái COVID này, nó vẫn là những vấn đề liên quan đến phòng bệnh. Còn với vaccine nhập khẩu, chúng ta đang đàm phán với nhiều quốc gia để mua vaccine. Tuy nhiên, việc có mua được hay không, mua được bao nhiêu liều thì chúng ta chưa chắc chắn. Và câu chuyện nhập khẩu vaccine thậm chí còn xa xôi hơn cả nguồn vaccine chủ động trong nước. Cũng liên hệ với các đối tác để tìm cách có vaccine, hoặc là mình mua được, hoặc là trong nước sản xuất sớm nhất. Nhưng chúng ta đều biết là vaccine dù rằng quốc tế có sản xuất thì chắc Việt Nam cũng vừa là không đủ tiền để mua cho hết toàn dân, vì nó rất đắt. Thứ hai là các nhà cung cấp của người ta cũng có khi người ta cũng không đủ để cung cấp cho mình. Các chuyên gia dịch tễ cảnh báo, bây giờ đang là thời điểm thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp bùng phát. Triệu chứng của một số bệnh đường hô hấp như cúm, sởi, ho gà có thể làm nhầm, bỏ sót, mất cảnh giác với dịch COVID-19 trong cộng đồng. Do vậy, trong khi chờ có vaccine để tiêm phòng bảo vệ sức khỏe, mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế.